Xin chào cả nhà đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Queen. Mỗi mùa đều trở theo những yêu thương, nhưng với mùa xuân, có lẽ yêu thương sẽ trở nên dày dặn hơn rất nhiều bởi đó là mùa của Tết, mùa của đoàn viên. Nhắc tới mâm cơm ngày Tết thì chắc chắn các bạn sẽ thường nghĩ tới con gà luộc, gà xé hoặc cái bánh chưng. Nhưng hôm nay thì với một món gà, vẫn là nguyên liệu gà thôi, nhưng Hà Anh sẽ hướng dẫn bạn làm theo một cách rất khác để chúng ta có thể ứng dụng được món gà này vào nhiều món ăn hơn, để chúng ta giảm thời gian chuẩn bị cho món mùa xuân nhưng mà lại được đa dạng món ăn từ cái món gà ngày hôm nay. Và đó là món canh gà bổ dưỡng trong mâm cơm sức sống mùa xuân. Canh gà không chỉ là một món ăn ngon miệng mà còn là một biểu tượng của sự sum họp gia đình. Canh gà là một món ăn cung cấp năng lượng cho những ngày làm việc mệt mỏi và là một món ăn bổ dưỡng tốt cho sức khỏe. Thịt gà thì giàu protein, giàu vitamin khoáng chất, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể hoạt động ổn định. Cùng xem Hà Anh thực hiện món canh gà bổ dưỡng với nồi đa năng Amway Queen hôm nay nhé! Với món canh gà bổ dưỡng này thì chúng ta quan trọng nhất là cái phần nước canh gà. Chúng ta có thể ăn dạng lẩu, chúng ta có thể ăn dạng canh, nhưng nó sẽ luôn quan trọng nhất là cái phần nước cốt. Mình có thể dùng cái phần đùi gà để mình có thể ứng dụng được vào nhiều món hơn. Còn nếu khi bạn ăn lẩu thì bạn có thể dùng gà cả con. Cái phần đùi gà này thì mình đã lọc và bỏ xương ra rồi. Cái phần xương thì mình sẽ đi ninh nước dùng khoảng độ 3-40 phút để lấy cái nước ngọt để chuẩn bị cho nước canh. Cái phần gà này thì mình sẽ lọc bỏ xương ra, đây nó mỏng như thế này. Với cái phần mà nó dày lên như thế này thì bạn lấy cái con dao, bạn mở nó ra một chút để cho nó dễ cuốn. Với cái phần gà này thì mình có thể ướp tiêu trực tiếp lên, một chút mắm, rồi và chúng mình sẽ cuộn lại. Sau khi đùi gà đã cuộn xong thì mình sẽ cho sang đĩa ướp một chút tiêu, một chút mắm vào bề mặt của cái da cho nó ngấm cả trong cả ngoài. Mình sẽ để nghỉ một chút và bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nước canh. Bây giờ thì nước dùng gà đã được rồi thì mình bỏ hết xương đi rồi thì mình sẽ cho cái chân nấm vào. Ở cái bước cho chân nấm này thì mình sẽ cần một chút thời gian để cho cái chân nấm này nó ra cái mùi hương. Xong rồi mình sẽ cho các cái loại gia vị khác vào. Với cái nước dùng gà và cái chân nấm này mình có thể làm một lần nhiều hơn cái lượng yêu cầu. Và sau đó thì mình sẽ để lại để dùng cho những cái món khác. Khi mà cái chân nấm nó đã tỏa hương ở trong cái nước dùng gà này rồi thì lúc này mình sẽ cho táo đỏ, hạt sen và các cái nấm khô vào để tất cả nó quyện lại với nhau. Với táo đỏ thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều loại khác nhau. Có những loại rất là nhỏ, khô, sấy, nó sẫm lại hoặc là quắt lại mà các bạn nhìn thấy sẽ da nó sẽ rất là săn. Nhưng Hà Anh thì sẽ thích cái loại mà táo đỏ nó còn ẩm ở trong. Tức là gì? Cho dù nó size to hay size nhỏ thì nó cũng còn ẩm và cái độ ẩm của cái quả táo này nó rất là quan trọng. Cái này nó không có bị mất cái độ ngọt ở trong quá nhiều, tức là nó sấy với một cái lượng rất là vừa phải để giữ lại độ ẩm. Quả táo như thế này thì ngọt và không bị mất dưỡng chất. Còn cái quả táo mà khi mà đã sấy, đã khô, rất là khô quắt rồi thì có thể nó đã bị rút đi cái dưỡng chất của quả táo rồi. Đây là một cái điểm rất là quan trọng khi mà lựa chọn táo đỏ ở ngoài. Thì lưu ý là chọn những cái loại táo mà còn ẩm. Thường là những loại táo này buộc phải bảo quản tủ lạnh. Nấm hương. Tiếp đến thì mình sẽ cho hạt sen. Với những cái món canh gà như thế này thì để chọn sen thì mình có thể dùng cả hai loại sen khô và sen tươi. Ví dụ như Hà Anh thì sẽ khá là thích sen tươi vì nó có cái độ bở nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn giòn chứ nó không bị bở tơi. Thì Hà Anh sẽ chọn sen tươi. Nhưng có một cái lưu ý khi là chúng ta dùng sen tươi thì cái thời gian nấu của nó không quá dài. Khi nấm với cả táo đã
quyện được cái mùi hương rồi, tức là tiết ra được rất nhiều nước ngọt và mùi hương rồi, thì lúc này chúng ta sẽ cho hạt sen vào, một chút gừng, và chúng mình sẽ cho tiêu vào. Thì tiêu ở cái canh gà này mình sẽ cho tiêu hạt, nhưng tiêu hạt dập nhẹ một chút xíu. Nếu như cái nồi canh gà này bạn dùng để ăn ngay hết trong một bữa thì mình có thể thả trực tiếp những cái miếng gà này vào trong cái nồi canh khi mà nước canh đã được rồi. Nhưng mà ở đây thì với em Boy Queen, anh sẽ làm một cái bước như thế này. Anh sẽ để cái miếng gà này hấp ở phía trên, và khi mà cái miếng gà này nó chín thì anh sẽ dùng một phần cho canh, và một phần còn lại thì anh sẽ dùng một thành một cái miếng gà hấp. Hoặc nếu như bạn muốn ăn canh gà này ở dạng lẩu thì bạn chỉ việc để nguyên cái miếng gà như thế này và cắt thành những cái khoanh tròn rất là đẹp. Bây giờ thì hành sẽ cho gà vào đây. Đun khoảng 20 phút là cái gà hấp này nó sẽ chín. Khi mà gà đã chín thì chúng ta sẽ vớt gà ra, xong rồi để cho nguội. Nếu như chúng ta dùng ngay thì chúng ta có thể để ở đây nguội một chút, hoặc là cho tủ lạnh một chút để cho nó dễ cắt. Nếu nó xe cái bề mặt thì sẽ rất là dễ cắt. Bây giờ mình sẽ bỏ vỉ ra để chúng mình cùng nêm gia vị. Hạt nêm, đường, muối. Để cho hạt nêm và muối tan hết thì mình sẽ cho mắm sau cùng. Canh gà đã tan các loại gia vị ra rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái bước nêm nếm cuối cùng với mắm. Nước canh gà đã hoàn thành và bây giờ thì Hạnh sẽ đi cắt thịt gà và chuẩn bị bày món canh gà bổ dưỡng. Những cái miếng gà đã chín tới như thế này thì mình sẽ bỏ dây và cắt thành những cái khoanh vừa ăn rồi bày vào tô. Gà cắt xong thì chúng mình sẽ lấy hạt sen, nấm và táo đỏ ở trong nồi canh ra. Mình sẽ bày các cái khoanh gà này vào. Nấm, khi đã bày lên như thế này rồi thì chúng mình sẽ chan canh và mấy sợi rau mùi lên trên bát canh. Thế là món canh gà bổ dưỡng của chúng mình đã xong. Để cho mâm cơm Tết đủ đầy thì Hạnh cũng đã chuẩn bị một vài món để bày lên cùng với cả mâm cơm. Và bây giờ thì mọi người cùng đi bày mâm cơm với Hạnh nhé. Vậy là Hạnh đã bày xong một mâm cơm mà Hạnh thường làm cho gia đình mình mỗi dịp Tết đến. Với cái món canh gà bổ dưỡng ngày hôm nay mà cái gà đã ướp tiêu với mắm, Hạnh hướng dẫn mọi người hấp ở trong cái món canh bổ dưỡng đó, thì một là mình có thể ăn nóng với canh bổ dưỡng như thế này, hai là cũng cái miếng gà đã hấp đó mình sẽ cất vào trong tủ lạnh và mình thái ra ăn nguội, nó sẽ giống như giò gà ấy, và mình chấm mắm tiêu rất ngon. Còn ở một cái phiên bản khác cũng từ cái gà ướp tiêu và mắm đó thì Hạnh sẽ mang đi áp chảo để cho nó giòn ra, và mình sẽ tạo thành được một cái món mới chính từ cái miếng gà cuộn tiêu và mắm đó. Và trong mâm cơm này thì Hạnh cũng đã chuẩn bị thêm một số món ăn rất là quen thuộc trong ngày Tết, như là bánh chưng này, nem cua bể này, diếp cuốn này, nộm tôm này, và xào thập cẩm, giò, xôi tím. Đó là những cái món vô cùng quen thuộc ở trong mùa xuân, đặc biệt là hành muối chua khi mà ăn cùng với mâm cơm xuân này thì nó sẽ hỗ trợ chuyển hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng rất là tốt và còn giảm đi những cholesterol thừa. Với món canh gà ngày hôm nay, các bạn không chỉ cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời của món ăn mà còn cảm nhận được một cái sức sống mạnh mẽ trong mùa xuân. Mỗi một ngụm canh, bạn như hòa vào cái không khí tươi mới của mùa xuân và một cái sự vui vẻ yêu đời của những cái ngày đoàn viên. Và năm mới 2024 cũng sắp đến, hãy kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, thành công trong mọi lĩnh vực. Hạnh xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở năm mới 2024 Giáp Thìn.